tiếng Anh, tiếng Nhật, rồi cả tiếng Pháp. Sống tại thủ đô Hà Nội nhưng khi đọc tên của các tòa chung cư này, nhiều người lại nghĩ rằng đang lạc ở phương trời Tây nào đó. Với những tên gọi xính ngoại như thế này, đôi khi lại mang đến rắc rối cho không ít người. Chào chú ạ, được biết là chú là người dân sinh sống ở khu vực quanh đây, vậy thì cho cháu hỏi là chú có biết cái tòa The Eldorado không ạ? Tôi đang ở cái tòa Eldorado này mà. À vâng ạ. Eldorado 2, còn bên kia là Eldorado 1 của Tân Hồng Minh. Thế thì một vài lần thì tôi giới thiệu cái tòa nhà này thì người quen tìm rất khó, không nhớ. Ví dụ bên kia của Tân Hồng Minh thì toàn những là tên nước ngoài thôi. Bây giờ một vài những địa danh khác, những cái chung cư khác là tên nước ngoài, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng chắc là nó muốn gây ấn tượng. Bạn có biết cái tòa The Eldorado ở đây không ạ? Em này không biết mấy tòa này tại vì tên nước ngoài em khó tìm nên không biết. Thế bình thường mà mình đi giao hàng ấy, thì gặp phải những cái dự án hoặc là những cái tòa nhà mà có cái tên tiếng nước ngoài ấy, thì nó sẽ có gây khó khăn hay bất tiện gì cho công việc của mình hay không ạ? Rất là khó khăn, em toàn phải gọi bảo người ta kết bạn Zalo gửi vị trí rồi. Vâng, như vậy là ngay cả đối với những người giao hàng với công việc của mình là thường xuyên phải di chuyển cũng gặp không ít khó khăn khi tiếp xúc với những dự án hoặc là các tòa chung cư mà có tên tiếng nước ngoài. Từ đây có thể thấy rằng không phải cứ xính ngoại là tốt. Việc chủ đầu tư đặt tên ngoại quốc cho các dự án bất động sản đang ngày càng phổ biến theo xu hướng chung. Những cái tên được đặt thường có ý nghĩa mô tả đặc điểm, vị trí, dòng sản phẩm, cảnh quan, phong cách thiết kế, đối tượng khách hàng, thậm chí là địa danh nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, khách hàng đang bị hoa mắt bởi hàng trăm dự án có tên gọi na ná nhau, vừa khó đọc vừa khó nhớ. Việc xính ngoại đặt tên dự án bằng tiếng nước ngoài không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn thể hiện sự lai căng trong nhận thức. Ngay cả đối với chúng tôi là người không phải không biết một tí gì, nhưng đôi khi nhìn vào dọc đường phố thấy những tòa chung cư cao ngất nghểu mang những tên lạ hoắc lạ vơ và cũng phải định thần đọc một lúc mới phân biệt được chữ. Chúng ta hãy biểu tỏ một cái thái độ rằng là tên Việt Nam cũng đủ hay, đủ đẹp và cũng nhiều sắc thái, chứ không phải là như thuở nào là toàn những chê cóc, chẫu chuộc, ánh ương cả đâu mà nói rằng nó thô mộc, nó nhà quê. Luật nhà ở năm 2014 và luật nhà ở năm 2023 đều có quy định yêu cầu đặt tên đối với dự án nhà ở tại Việt Nam. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các khu vực trong dự án phải được đặt tên bằng tiếng Việt. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà ở phục vụ tái định cư, thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải đặt tên bằng tiếng Việt. Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại nhà chung cư có nhu cầu đặt tên dự án, tên các khu vực trong dự án bằng tiếng nước ngoài thì phải viết tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước, tên tiếng nước ngoài sau. Chính phủ cũng phải cần có cái nghị định hướng dẫn cụ thể hơn để làm sao để chặt chẽ được các cái yêu cầu các nhà phát triển dự án phải đặt tên bằng tiếng Việt và có chế tài xử phạt và xử phạt được đối với những cái trường hợp vi phạm tên tiếng thuần Việt, chứ không phải để cho các cái doanh nghiệp sử dụng cái biển tên, tất cả tên trong dự án bằng tiếng Việt, sau đó là tên treo trên biển các cái tòa nhà lại bằng tên tiếng nước ngoài. Không chỉ là trào lưu xính ngoại, việc đặt tên các dự án bất động sản theo tiếng nước ngoài rồi gắn thêm các từ như Diamond, Luxury, Premier được ngầm hiểu là các dự án được cho là cao cấp trên thị trường. Rồi từ đó giá bán lại những dự án này được thổi lên, nhất là trong giai đoạn bất động sản đang có giá ảo như hiện nay.